Nha, em gửi anh chi tiết con ông đồng hồ Oakley này. Để em mở cái ly lên cho anh xem này. Ấy, ly hơi nặng. Đấy nha, cái ly rất to. Ly này là size to và cao 30 cm. Cất riêng cái ly. Em quay 360 độ cho anh này. Mặt đồng hồ này, số La Mã này, chuông chén này, kinh con này, rất vang. Đây, 360 độ cho anh máy móc này. Có tuần này, rất thoải mái luôn. Đấy, cực đẹp, con này là sáng bóng luôn. Sáng bóng luôn anh ạ. Đấy. Cực đẹp, 360 độ máy móc. Cho anh xem. Đấy nha.